Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá Hot, nơi cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và thú vị nhất đến với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chính đáng chú ý có trong ngày. U23 Việt Nam, U23 Malaysia khẳng định bản lĩnh. Kịch bản giải vô địch U23 Đông Nam Á năm nay không khó dự đoán khi 4 đội bóng mạnh của khu vực gồm U23 Việt Nam, U23 Malaysia, U23 Indonesia và chủ nhà U23 Thái Lan giành quyền vào bán kết. Từ vòng đấu này trở đi, giải được dự báo diễn ra căng thẳng, kịch tính khi các đội không có sự chênh lệch nhiều về đẳng cấp. Với U23 Việt Nam, U23 Malaysia là trở ngại lớn đầu tiên trên con đường bảo vệ chức vô địch sau hai trận đấu trước U23 Lào và U23 Philippines ở vòng bảng. Sau khi dừng chân ở vòng bảng SEA Games 32 do thất bại 1-2 trước U23 Việt Nam, U23 Malaysia quyết tâm đòi nợ bằng cách đánh bại thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại giải vô địch U23 Đông Nam Á. Tại giải đấu năm nay, U23 Malaysia thể hiện sức mạnh khi lần lượt vượt qua U23 Indonesia 2-1 và U23 Timor-Leste 3-1 để giành ngôi nhất bảng B. Trong đó, màn lội ngược dòng trước đương kim vô địch SEA Games là U23 Indonesia tiếp thêm sự tự tin cho thầy trò huấn luyện viên Ela Varasan. U23 Malaysia mang sang Thái Lan đội hình mạnh với 7 cầu thủ từng góp mặt ở SEA Games 32. Bên cạnh đó, hai cầu thủ trên hàng công của đội bóng này là Afif và Fergus Tierney, gốc Scotland, có hiệu suất ghi bàn cao. Điểm mạnh của những chú hổ là khả năng kiểm soát bóng tốt của các tiền vệ trung tâm. Ngoài ra, nền tảng thể lực dồi dào giúp các học trò của huấn luyện viên Ela Varasan duy trì lối chơi pressing liên tục nhằm gây sức ép cho đối phương. Sau khi sớm giành vé vào bán kết, ở trận đấu cuối cùng vòng bảng với U23 Timor-Leste, nhiều trụ cột của U23 Malaysia được nghỉ ngơi. Trong bối cảnh các trận đấu diễn ra với mật độ dày, việc xoay tua đội hình để đảm bảo thể lực tốt nhất cho các cầu thủ cũng được ban huấn luyện U23 Việt Nam hướng tới. Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng với U23 Philippines, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có 8 sự điều chỉnh ở đội hình xuất phát. Kết quả là U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 để bảo vệ ngôi đầu bảng C. Dù vậy, vẫn có những sai số cần khắc phục trước trận đấu quan trọng ở vòng bán kết. U23 Philippines không có nhiều mảng miếng tấn công, nhưng khung thành của U23 Việt Nam có nhiều thời điểm trong tình thế bị đe dọa. Thủ thành Quan Văn Chuẩn vẫn chưa tạo được sự yên tâm với những tình huống xử lý lóng ngóng. Trên hàng công, nhiều cơ hội được tạo ra, nhưng các cầu thủ như Đinh Xuân Tiến, Lê Đình Long Vũ bỏ lỡ đáng tiếc. Trước đội bóng có khả năng tận dụng cơ hội tốt như U23 Malaysia, những sai lầm ở hàng thủ là bài toán quan trọng cần huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tìm lời giải để tránh bàn thua đáng tiếc. Ngoài ra, để hướng tới chiến thắng, U23 Việt Nam cần thể hiện lối chơi gắn kết hơn. Nhiều khả năng các trụ cột như Lương Duy Cương, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Quốc Việt, Khuất Văn Khang, Nguyễn Minh Quang sẽ trở lại đội hình xuất phát ở trận đấu tới đây. Trong đó, với khả năng dứt điểm tốt, Nguyễn Quốc Việt là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của U23 Việt Nam. Trong trận đấu có tính chất quan trọng như vòng bán kết, sự chắc chắn được các đội đề cao nên không có nhiều cơ hội để ghi bàn. Người hâm mộ chờ đợi U23 Việt Nam hạn chế tối đa những sai lầm và tận dụng tốt các cơ hội có được để đánh bại U23 Malaysia, từng bước cụ thể hóa mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Tái hiện trận chung kết SEA Games 32. Bên cạnh trận bán kết 1 giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20 giờ cùng ngày, U23 Thái Lan gặp U23 Indonesia tại trận bán kết 2. U23 Thái Lan khát khao đánh bại đối thủ để trả món nợ sau khi để thua U23 Indonesia ở chung kết SEA Games 32. Ở giải vô địch U23 Đông Nam Á năm nay, U23 Thái Lan có phong độ ổn định. Họ lần lượt thắng 3 trận trước U23 Brunei, U23 Myanmar và U23 Campuchia để dẫn đầu bảng A. Bên kia sân, dù giành vé vào bán kết với tư cách đội xếp nhì có thành tích tốt nhất, nhưng màn trình diễn của U23 Indonesia khá thất vọng. Họ thua 1-2 trước U23 Malaysia và chỉ thắng 1-0 trước U23 Timor-Leste. Liên đoàn bóng đá Indonesia đặt nhiều kỳ vọng vào đội U23 nước này tại giải đấu năm nay. Họ cử huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia là ông Shin Tae-yong dẫn dắt U23 Indonesia dự giải với mục tiêu vô địch. Dù vậy, thử thách của chiến lược gia người Hàn Quốc ở bán kết là không nhỏ. Từ lúc dẫn dắt các đội tuyển Indonesia, huấn luyện viên Shin Tae-yong chưa giành được thành tích gì đáng kể.
Nếu thất bại tại giải đấu năm nay, tương lai của nhà cầm quân này khó được đảm bảo tại Indonesia. Nhận định sốc về U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam 99,9% sẽ tạo nên điều thần kỳ tại giải U23 Đông Nam Á. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, ở giải đấu năm nay, U23 Malaysia ban đầu không được chú ý nhiều. Thế nhưng thầy trò huấn luyện viên Ela Varasan đã tạo ra không ít bất ngờ. Đầu tiên họ thắng Indonesia 2-1, rồi sau đó thắng Đông Timor 3-1 để đứng vững ngôi đầu bảng B. Kết quả này đưa U23 Malaysia gặp U23 Việt Nam, đội đầu bảng C. Khi được hỏi trước một đối thủ mạnh như U23 Malaysia, hôm nay liệu U23 Việt Nam sẽ tiếp cận trận đấu như thế nào? Bình luận viên Quang Huy nêu quan điểm. Xem những trận vừa rồi thì ta thấy U23 Việt Nam cơ bản chơi theo cách của huấn luyện viên Chu Sơ thôi, đã không e dè gì hết, thế trận luôn sẵn sàng mở, đá để thể hiện và cạnh tranh sòng phẳng cùng đối phương thôi. Giờ khi ta gặp U23 Malaysia ở bán kết, mấu chốt là các cá nhân ở hàng thủ không được phép mắc sai sót, còn phía trên thì ta chơi mở, không e ngại gì hết. Tuy nhận định U23 Việt Nam chơi mở, không cần e ngại đối thủ, nhưng bình luận viên Quang Huy cũng cho rằng trận đấu U23 Malaysia sẽ khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Đây sẽ là trận đấu khó khăn cho cả hai bên, khả năng hai đội sẽ hòa trong 90 phút, thậm chí hiệp phụ, sau đó đá luân lưu. U23 Việt Nam và U23 Malaysia không còn lạ gì nhau đâu. Ở SEA Games 32 vừa rồi, chúng ta cũng gặp U23 Malaysia ở vòng bảng và thắng 2-1, nhưng là nhờ đối thủ mất người. Nhiều cầu thủ ở hai đội đã đấu với nhau từ giải U19 Đông Nam Á 2022 vừa rồi. Tại giải đó thì chúng ta đã thua U19 Malaysia tới 0-3. Tất nhiên từ đó tới nay, các cầu thủ U19 của chúng ta đã trưởng thành lên. Nói chung hai đội rất cân bằng và hiểu nhau. Nói sâu thêm về điểm mạnh của U23 Malaysia, bình luận viên Quang Huy chỉ ra một điểm trọng yếu. Anh cũng chỉ ra cách U23 Việt Nam nên làm để ghi bàn vào lưới đối thủ. Malaysia có tiền vệ đá tốt, có thể kết hợp các pha chuyền dài với đánh vỗ vào trung lộ, nên ở trận này khu vực tuyến giữa sẽ tranh chấp rất nóng bỏng đấy. Về phía chúng ta có thể tận dụng các pha chuyển đổi nhanh, cố gắng phát huy. Ở trận gặp Lào và Philippines, chúng ta đều có những pha chuyển đổi nhanh khá hiệu quả, nên ta có thể áp dụng điều đó hòng tạo bất ngờ cho đối thủ. Ở cặp đấu lúc 20 giờ, bình luận viên Quang Huy lại cho rằng U23 Thái Lan sẽ không quá vất vả trong việc tìm vé tới trận chung kết. Tôi nghĩ Thái Lan thắng thôi, Indonesia vào bằng vé vớt cho đội nhì bảng xuất sắc nhất mà. Thái Lan có thể thắng cách biệt 2 bàn bằng một thế trận áp đảo. Nếu mọi chuyện thuận lợi, khả năng U23 Việt Nam sẽ tái ngộ U23 Thái Lan trong trận chung kết. Cặp đấu này cũng chính là cặp đấu của trận chung kết giải U23 Đông Nam Á năm 2022. Khi đó thì U23 Việt Nam đã thắng 1-0 nhờ pha ghi bàn của Trần Bảo Toàn. Mặc dù U23 Malaysia toàn thắng trước Indonesia và Timor-Leste ở vòng bảng, nhưng tân huấn luyện viên đội bóng này vẫn đánh giá rất cao về đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Chúng tôi sẽ gặp đội bóng rất mạnh là U23 Việt Nam. Tôi sẽ không bình luận cầu thủ nào nguy hiểm nhất bên phía đối thủ, vì họ có nhiều cầu thủ giỏi và U23 Việt Nam có lối chơi đồng đội rất tốt. Là một chuyên gia bóng đá hàng đầu Malaysia, ông Ela Varasan cũng đã nhìn thấy điểm yếu của U23 Việt Nam. Điểm mạnh của các bạn chính là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Các bạn vào được đến đây chứng tỏ các bạn là đội mạnh. Nhưng điểm yếu của U23 Việt Nam cũng là ở chỗ nhiều cầu thủ của các bạn mới lần đầu vào bán kết giải quốc tế. Đội tuyển U23 Việt Nam đã bộc lộ yếu điểm trong trận thắng khó khăn 1-0 trước U23 Philippines khi để đối thủ có cơ hội dồn ép ở cuối trận phải chống đỡ vất vả. Trong tình thế này, sự gắn kết giữa các tuyển thủ trẻ không còn chặt chẽ, bởi vậy rất nhọc nhằn mới bảo vệ được kết quả thắng tối thiểu. Thực tế, ngay từ đầu trận đấu gặp Philippines, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã không tung hết đội hình mạnh nhất vào sân khi đưa vào thi đấu 5 cầu thủ 18 tuổi. Thậm chí trong ý đồ chiến thuật vẫn thiên về giữ sức cho các cầu thủ của mình. Song nhìn nhận thực tế cho thấy, đội tuyển U23 Việt Nam chưa thật sự khởi sắc trên hàng công. Chơi lấn lướt trước đối thủ Philippines, Đăng Dương và Xuân Tiến, Văn Trường đã bỏ lỡ không ít cơ hội gia tăng cách biệt về tỷ số, từ đó mở ra khả năng gỡ hòa cho các cầu thủ Philippines khi để họ tràn lên tấn công tìm kiếm bàn thắng, gây không ít khó khăn cho thủ môn Văn Chuẩn. Bước vào trận bán kết, các tuyển thủ trẻ U23 Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn. Trước hết là khả năng phòng ngự. Đội tuyển Việt Nam mới để thua 1 bàn trong trận gặp đội U23 Lào. U23 Việt Nam thắng 4-1.
trong khi Malaysia đã thủng lưới cả trong trận gặp Indonesia lẫn trận gặp đội rất yếu là Timor-Leste. Tại SEA Games 32 vừa qua, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philippe Chuzer, đội tuyển U23 Việt Nam từng giành thắng lợi 2-1 trước U23 Malaysia, khiến đội bóng này bị loại từ vòng đấu bảng, còn Việt Nam thì sớm giành quyền đi tiếp. Vào trận bán kết chiều nay, chắc chắn huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ tung vào sân đội hình mạnh nhất. Và như ông nhận định, điều quan trọng hơn cả là cầu thủ của tôi sẽ thể hiện như thế nào ở trận đấu tới. Qua hai trận đấu vòng bảng, tiền đạo Nguyễn Hữu Tuấn đã thể hiện được khả năng dứt điểm của mình và khả năng sẽ là lựa chọn hàng đầu của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Trong hai trận vừa qua, đội tuyển U23 Việt Nam đều thể hiện khả năng tấn công đa dạng với sự cơ động và linh hoạt trong di chuyển của các tiền vệ. Và điều này sẽ làm khó cho hàng hậu vệ và thủ môn của đội Malaysia. Sau sự cố va chạm trong trận gặp U23 Philippines, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chấn chỉnh các cầu thủ về tinh thần, thái độ trong sinh hoạt, tập luyện và thi đấu. Ông nhấn mạnh với các cầu thủ về ý thức trong việc giữ gìn hình ảnh của mình, hình ảnh của đội tuyển, trân trọng nghề nghiệp và nắm bắt cơ hội khi được ra sân thi đấu. Với sự chuẩn bị tốt cho trận bán kết, chiều nay các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ thể hiện hết khả năng của mình trong trận đấu gặp đối thủ Malaysia. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị để lại dưới phần bình luận của video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Quý vị cũng đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để có thể không bỏ lỡ bất kỳ video nào đến từ kênh Bóng Đá Hot. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.